Xin chào các bạn. Mùa hè nắng nóng bên ngoài, trong nhà thì ngồi điều hòa nên chúng ta càng phải bảo vệ cho làn da một cách cẩn thận. Làn da chúng ta thay đổi theo tuổi tác và thời tiết, nên Lan luôn thử nghiệm với những dòng mỹ phẩm khác nhau để tìm sự phù hợp nhất tại từng thời điểm. Và hôm nay thì Lan muốn giới thiệu với mọi người sản phẩm của thương hiệu S Plus Miracle, nhà sản xuất LS Cosmetics Hàn Quốc. Đây là thương hiệu dòng sản phẩm skincare đã có mặt trên 15 quốc gia trên thế giới. Dòng sản phẩm skincare S Plus Miracle có danh mục sản phẩm phong phú và đa dạng, chăm sóc chuyên sâu da mặt và body. Trong đó các sản phẩm hot tại Việt Nam hiện nay phải kể đến bộ dưỡng da lên men cao cấp, bộ dưỡng da oxen 80%, kem oxen 80%, kem collagen chiết xuất cá biển sâu và tinh chất HA90 siêu cấp ẩm. Bộ dưỡng da lên men cao cấp S Miracle có chứa thành phần chính là men galactomyces, một trong những loại nấm men có giá trị dinh dưỡng cao nhất được ưa chuộng trong ngành mỹ phẩm nhờ hàm lượng cao của các vitamin, amino acid, enzyme và axit hữu cơ. Men galactomyces là thành phần đắt đỏ và hiệu quả được các hãng mỹ phẩm lớn trên thế giới nghiên cứu và sử dụng làm thành phần chính trong các sản phẩm chăm sóc da cao cấp. Bộ sản phẩm này các bạn từ 25 tuổi trở lên đã có thể sử dụng được rồi, vì thành phần men galactomyces trong bộ sản phẩm giúp cải thiện kết cấu da, cân bằng làn da, mang lại làn da trắng sáng và trẻ trung, và đồng thời ức chế sự sản sinh melanin, tăng cường độ ẩm, loại bỏ lớp sừng già cỗi và cải thiện kết cấu da, đồng thời là cũng hỗ trợ cho điều trị nám, tàn nhang, giúp cho da trắng và sáng mịn màng. Da mình cũng khá là kén mỹ phẩm, nhưng mà sau khi sử dụng bộ mỹ phẩm lên men của S Plus Miracle thì không hề bị kích ứng, và sau 2 tuần sử dụng đã thấy được làn da có một sự cải thiện, mềm mịn hơn và sáng da. Sản phẩm rất là lành tính do là chiết xuất tự nhiên nên mình khá là yên tâm sử dụng. Nói chung là ưng từ mùi hương cho đến chất kem. Hiện giờ thì S Plus Miracle đã có hệ thống phân phối tại khắp các tỉnh thành trên cả nước. Các bạn có thể đặt mua hàng tại website, trên fanpage của chính hãng hoặc là tại các nhà phân phối có ủy quyền. Các bạn nên lưu ý rằng mỗi sản phẩm đều có tem bảo hành và thẻ bảo hành của công ty để đảm bảo của chính hãng. Chúc các bạn tìm được sản phẩm dưỡng da phù hợp với làn da của mình.